con cua nè. Nó chạy. Nó chạy, cua tính chạy nè. Dưới đây là lúa ơi. Đây con đó nè. Lua à? Cua quá trời luôn, cua quá bự luôn. Cua quá bự luôn, cua này. Nó chạy luôn, nó chạy luôn. Hôm nay mùa nước ngập á, chuẩn bị đó, đó thấy chưa, đây con nó ngập bắt đầu cua nó ra. Cua thì nó ra nó đẻ xong rồi, mùa nước chiến rồi nó đẻ. Chiến này nó đẻ xong hết rồi. Giờ nên bác cua là không có mang trứng nữa. Cua này cua sữa. Cua sữa mềm xèo à nha, nó mềm xèo à. Thôi thả đi, nó sữa, cua sữa. Đây con. Cua này không có càng, có cái càng rồi. Đi luôn. lợp coi có cá không. Vô hang ngay cái đường này cua ra nhiều lắm mà mình không thấy được. Cua nhiều lắm, giăng lưới là dính néo luôn, mà dính gỡ cua không kịp luôn. Hết cua luôn hay rồi. Này con cua con. Đây con cua con đó nè. Nhái bự. Đây con cua nữa nè. Đây con nữa, đó còn con nữa đó. Đi bắt con này lên trước đi. Nè. Nãy có một con cua ở đây nè. Cua các bạn đó, cua quá trời luôn đó, cua quá bự luôn đó, nó nằm trong hang đó. Đến con bự nữa nè. Cua khủng bố không? Cua khủng bố không? Quá bự luôn. Càng nữa kìa. nè, nó bò trong hang, nó trong hang ta bắt gì đó. Đó, cua thì cua đực nha các bạn, đây là con cua đực, hai con cua quá bự rồi. Thôi hết rồi các bạn, bây giờ mình đi vô thôi, đèn hết bình rồi, rồi được mấy con cua nè, cái xíu rồi mình lấy lá cây mình đậy lại để tối nó cắn lộn các bạn, cắn lộn nó chết hết trơn. Rồi thôi mình đi vô nha các bạn. Đèn hết pin nè, nó xài được có 15 phút hết pin. Để bẻ cây bỏ vô cho nó không cắn lộn bún lộn. Dạ, trời ơi, sáng gì nó kẹp. Rồi thôi các bạn, giờ đi vô. Quyến ốc sên nhiều lắm, dơ lắm.